Cải bó xôi hay còn có tên gọi khác là rau chân vịt hoặc rau bina. Là một loại rau rất tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Cải bó xôi giàu vitamin C. Tiêu thụ 100g cải bó xôi sẽ đáp ứng được 34% nhu cầu vitamin C khuyến nghị cần dùng hàng ngày. Cải bó xôi là nguồn giàu beta-carotene, zeaxanthin và lutein. Đây là các tiền vitamin A rất tốt cho sức khỏe của mắt, giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt vitamin A, bệnh thoái hóa điểm vàng và bệnh đục thủy tinh thể. Cải bó xôi là nguồn cung cấp vitamin B9 khá tốt, hợp chất này rất quan trọng đối với phụ nữ mang thai. Ngoài ra cải bó xôi còn giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể tránh khỏi những tổn thương được gây ra bởi các gốc tự do, giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như tiểu đường, suy giảm nhận thức, bệnh về tim, bệnh ung thư. Cải bó xôi cũng cung cấp một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể như sắt, magie, canxi, kali, natri. Cải bó xôi rất giàu vitamin K, tiêu thụ 100g cải bó xôi chứa gấp 4 lần lượng vitamin K được khuyến nghị cần dùng hàng ngày. Canxi, magie và vitamin K rất cần thiết cho hệ xương khớp khỏe mạnh. Cải bó xôi cũng là một nguồn cung cấp sắt khá tuyệt vời. Người ăn chay có thể lựa chọn thay thế cho thịt cá để bổ sung chất sắt cho nhu cầu cần thiết của cơ thể. Cải bó xôi tốt cho người bị bệnh huyết áp cao vì có tác dụng giảm huyết áp. Có thể chế biến cải bó xôi bằng nhiều cách khác nhau như hấp, luộc, xào, nấu canh. Tuy nhiên hấp là phương pháp chế biến giúp bảo tồn được các chất dinh dưỡng một cách tốt nhất. Một số trường hợp lưu ý hạn chế ăn cải bó xôi. Cải bó xôi chứa nhiều canxi và oxalat vì vậy những người có nguy cơ cao phát triển sỏi thận nên hạn chế ăn nhiều cải bó sôi cải bó sôi có tác dụng làm giảm huyết áp sẽ tốt cho người bị bệnh huyết áp cao tuy nhiên người bị bệnh huyết áp thấp cũng nên hạn chế ăn nhiều cải bó sôi chứa rất nhiều vitamin k có thể ảnh hưởng đến thuốc chống đông máu những người đang dùng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến của bác sĩ xem có cần hạn chế ăn hoặc nên tiêu thụ với lượng như thế nào cho phù hợp để đảm bảo an toàn cho sức khỏe chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo của mật ong anabi